Sáng nay 26 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quản lý, giám sát mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Năm 2022, diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.250 ha. Đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt 23 mã số vùng trồng, chiếm 45% mã số vùng trồng được phê duyệt của cả nước, với diện tích khoảng 1.500 ha và 4 mã cơ sở đóng gói sầu riêng, chiếm 17,3% mã cơ sở đóng gói của cả nước. Nhằm khắc phục những bất cập vướng mắc liên quan đến mã số vùng trồng, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thiết lập quản lý giám sát, phát triển mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Để hoạt động này đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng chính quyền các cấp và các vùng trồng cơ sở đóng gói tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong đó tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu để cùng chung sức xây dựng thương hiệu uy tín tạo nên một thị trường xuất khẩu bền vững đối với sản phẩm sầu riêng tuân thủ đầy đủ nghiêm ngặt các quy định chuẩn mực từ thị trường đối tác tổ chức lại sản xuất gắn với chuẩn hóa quy trình sản xuất đi đôi với tiếp tục xây dựng mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi vi phạm tạo dựng và giữ gìn hình ảnh một nền nông nghiệp chất lượng an toàn minh bạch trách nhiệm đối với người tiêu dùng hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp đa giá trị an toàn bền vững hiệu quả cả về kinh tế xã hội và môi trường